Hồ sơ SCP tập 9 SCP-682 Bò sát bất diệt. Phân loại quản thúc dành cho SCP này là Keter, có nghĩa là cực kỳ khó quản thúc. SCP-682 Bò sát bất diệt là một loài bò sát có kích thước lớn, sở hữu sức mạnh vật lý, tốc độ và khả năng phản xạ cực kỳ cao, tương tự như một con mãnh thú vậy. SCP này có khả năng thay đổi hình dạng của cơ thể để ứng biến với hoàn cảnh xung quanh, mà cụ thể là để ứng biến với những cuộc đào tẩu và tiêu diệt từ tổ chức SCP. Hình dạng thường thấy của con SCP này là một con thằn lằn 4 chân với hàm răng sắc nhọn. Đồng thời, nó cũng cực kỳ thông minh và biết nói tiếng người nữa các bạn. Nhưng, nổi tiếng nhất là phải kể đến khả năng tái tạo và phục hồi cơ thể khi bị thương của nó. SCP-682 có khả năng tái tạo cơ thể phải nói là thuộc hàng đỉnh của chóp trong tất cả các SCP từng được biết đến. Tổ chức SCP đã từng thử vô số cách để tiêu diệt SCP-682 nhưng đều không thành công, kể cả dùng các SCP cực kỳ nguy hiểm khác để thử tiêu diệt nó nhưng đều không có hiệu quả mà chỉ có thể gây tổn thương vật lý cho nó mà thôi. Cụ thể là tổ chức đã từng sử dụng SCP-173 quỷ tượng để thử giết 682, nhưng tại thời điểm đó 682 đã đối phó bằng cách tái tạo lại vết thương cực nhanh và mọc ra rất nhiều mắt để quan sát SCP-173 trong suốt 12 tiếng liên tục, dù trước đó đã bị SCP-173 bị gãy cổ và chân. Hay trong một thí nghiệm khác, tổ chức đã sử dụng SCP-409 pha lê truyền nhiễm để giết SCP-682, nhưng sau khi bị nổ nát 62% cơ thể thì nó vẫn phục hồi lại được và chửi rủa cùng thề rằng sẽ giết tất cả những người nào tham gia vào thí nghiệm này. Nếu 62% cơ thể vẫn là nhỏ đối với các bạn thì đã từng có trường hợp ghi nhận rằng SCP-682 đã bị mục nát cơ thể đến 87%, nhưng nó vẫn di chuyển và nói chuyện được luôn. Ui, ảo thuật đấy các bạn. Tổ chức lý giải cho việc có thể tái tạo khủng khiếp như thế này của SCP-682 một phần là do nó có thể hấp thụ tất cả những gì mà nó nuốt vào, bao gồm cả chất vô cơ lẫn hữu cơ. SCP-682 rất căm ghét sinh vật sống, điển hình là con người. Nó cảm thấy con người rất kinh tởm và rất vui vẻ khi giết người. 682 đã từng cố gắng trốn khỏi tổ chức rất nhiều lần. Mỗi lần đào tẩu thành công đều sẽ gây ra những thiệt hại rất lớn về người, về vật chất. Nên hiện tại, tổ chức đã ngâm nó trong một bồn chứa đầy acid hydrochloric để giam giữ vô thời hạn. Theo tổ chức SCP phỏng đoán, SCP-682 bò sát bất diệt rất có thể chính là một đứa con của SCP nguy hiểm nhất trong vũ trụ SCP. SCP-001, Sith Vương hay Scarlet King. Rõ hơn thì 682 chính là một trong 4 kỵ sĩ của sự khải huyền, chiến tranh, nạn đói, xâm lược và cái chết.